Lương đang đi đâu vậy Lương? Bây giờ thì Lương đang đứng trước một cái toilet mà theo thông tin được biết thì đây là một cái toilet được gọi là toilet 7 sao. Ồ, thì dân ở đây gọi là 7 sao. Dạ đúng là 7 sao, thì không biết tại sao mà toilet này lại được gọi là 7 sao. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào và xem ở trong đó có cái gì. Anh cũng thắc mắc quá, 7 sao là sao anh không hiểu. Dạ đúng rồi, em cũng không hiểu luôn á. Bây giờ theo chân Lương vào trong đó xem nhé. Chúng mình chỉ được vào bên nam thôi nha. Có thể bên nam thì chỉ mới có 3 sao thôi đó em ơi, 3 sao rưỡi. Thử xem 3 sao rưỡi hay là 7 sao đây. Mình xem lướt qua thôi nha, tại vì đi vô đây là hình như là không được quay đó. Đây có cổ Bình Dương nè. Trời đất ơi cả nhà, nói toilet mà 7 sao vô hôm nay hai cái giò nước em nhà nhảy luôn đó. Cái giò nước này có nghĩa là 7 sao này đúng không? Cho nên thấy cái 7 sao này nó không có liên quan gì hết trơn. Có một cái bồn nước rồi nước nó phun lên. Cái bồn nước phun nước này là tưởng là biểu tượng cho cái gì? Em cũng biết nữa. Chắc là biểu tượng cho sự cường tráng của thanh niên chúng ta. Thì lúc nào nước cũng dồi dào trong người đúng không? Bây giờ là 7 sao là giờ có bồn nước này là 7 sao rồi đó. Chắc là bồn nước là cái minh chứng cho 7 sao của cái toilet này. Nói chung là toilet thì rất là sạch sẽ và rất là thơm không có mùi gì hết. Cảnh thì rất là đẹp, ở dưới thì rất là sạch sẽ. Nói chung mọi thứ đều là rất là sạch sẽ. Đó. Rất là ok nữa cái gì. Đó. Mà nếu mà nó 7 sao thì mình thấy nó hơi lạ ha. Dạ, chắc có lẽ là nó là toilet thuộc loại cao cấp cho nên người ta cao cấp nhất là 7 sao. Dạ đúng rồi, gọi là 7 sao. Nhưng mà em luôn vẫn không có hiểu tại sao mà khách sạn 5 sao là cao nhất rồi đúng không ạ? Chưa khách sạn nào vượt qua 6 sao đúng không? 6 sao là cao nhất. Là 7 sao. Mà cao nhất tới là 7 sao thì chưa hiểu lý do. Ok. Nãy giờ mình đi xong thấy cũng bình thường đúng không? Dạ đúng rồi, thấy cũng bình thường. Sau khi mà đi toilet xong thì ra ngoài mới thấy cái cảnh ngoài rất là đẹp, nãy không có để ý. Đây. Nghĩa với lại Lương thấy như sao? Thực sự là Lương với Nghĩa là rất là bất ngờ, tại vì hồi nãy đi vào không có để ý cảnh ở ngoài. Bây giờ khi mà bước ra á, mình thấy là thực sự ở ngoài là nó xây dựng rất là hoành tráng. Cái kiến trúc toilet rất là lạ, lần đầu tiên mà Lương được thấy cái kiến trúc như thế này. Và những cái bậc thang có in những cái hình con rồng rất là đẹp. Người ta chụp hình rất nhiều nha Luân, chưa thấy cái toilet nào mà người ta lại đứng mà chụp hình tự sướng ở đây rất là nhiều. Lần đầu tiên thấy một toilet mà người ta chụp hình nhiều, rất là nhiều mà ở ngoài. Tự giống như một cái building mà văn phòng hay là một cái nơi mà giống như là để cho người ta làm văn phòng hay là công sở đúng không? Dạ đúng rồi, mà em còn thấy là bên ngoài có thể giống một cái khách sạn 5 sao nữa. Đó, rất là khá như vậy. Mà anh nghe nói là ban đêm là cái cầu thang đi lên xong sau lưng của Lương Lương với Nghĩa này là có 3D này rất là đẹp. Dạ đúng rồi, có Trương Bảo Như nè. Và Bảo Như vô khung hình nói cho khán giả biết là bên nữ sao đi, tại nãy giờ anh với lại các bạn là chỉ quay bên nam thôi. Bên nữ thì có một cái thác nước rất là đẹp ạ. Mà cô ta xếp 5 sao là trong đó là thì đầu tiên vô là thấy rất là mát mắt, tại vì có một cái thác nước đổ xuống. Tròn hay quá anh chị ơi. Hay quá, Như mà có nhạc không? Như biết tại sao không? Bên thác nước bên nam á là thác nước nó phun lên. Của bên nữ á thác nước đổ xuống. Là có ý nghĩa đó. Đúng rồi, ý nghĩa đây em nghĩ là theo em á là đó là sự hòa hợp âm dương của nam và nữ. Chứ không phải anh nghĩ là bên là tại vì với người Hoa đó khi họ xây dựng một cái điều gì là họ đều có một cái ý tưởng và một cái gọi là phong thủy em biết không? Chứ không phải đơn giản mình vô mình thấy một cái thác nước phun lên rồi thác nước đổ xuống. Anh nghĩ là không phải đơn giản là vậy. Đó, họ đều chứa đựng cái ý tưởng gì đó. Đúng, ý nghĩa nào đó. Và anh nghe nói bên nữ hình như có nhạc phải không em? Dạ. Cho nên là bình thường là em vô nhà nãy giờ em đứng đó em nhìn thác nước em ngắm liền. Ngắm nữa. Ra lâu rồi mọi người. Tôi tưởng mà làm cái khác. Mà cái thác nước thì nó có nằm nằm riêng qua một bên không Bảo Như? Dạ, không nằm chính giữa trong cái khu vậy làm một chút nữa để xong một cái scene này rồi là mình có thể nhà Bảo Như được đúng quay giùm cái thác nước cho khán giả coi được nè, tại vì cái thác nước nó nằm riêng không nằm ở chỗ người ta đang vệ sinh hiểu không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mà anh thích cái này toilet này một điều là nó không có mùi. Đúng rồi, rất là thơm rồi ha. Rất là sạch sẽ. Chứ thật ra đi toilet những nơi mà khách du lịch quá đông quá tải thì nó hơi khó chịu đúng không em? Dạ đúng rồi.
Rồi ngoài ra là còn gì nữa ta? Mà để anh thấy là nãy giờ khách du khách nào vô cũng phải chụp hình hết trơn á. Dạ. Ai vô tới đây cũng phải check in hết. À rồi cái cầu thang này đằng sau lưng tụi em nè, thấy không? Đó đó, cầu thang nó nghe nói buổi tối là coi như là hình 3D nổi lên, sau đó rất là đẹp á. Đứng ứng ở góc độ của em á, sẽ thấy được hình ảnh con cá chép. À, hình ảnh cá chép. Con cá chép rất là đẹp và nó nối dài, kéo dài lên tới phần trên luôn. Rồi. Dạ, thì đây là con rồng và đây là cá chép, thì đây là một hình tượng là giống như là cá chép. À, sẽ quá cá chép quá rồng. Dạ, hình tượng rất là đẹp. Hình tượng rất là đẹp. Đúng rồi. Giống như là chắc là mình đi vào đây mình sẽ hóa thành rồng. À, nghĩa là sau khi mình đi toilet xong mình hóa rồng nữa đúng không? Hóa rồng luôn, mình thăng tiến luôn à. Bây giờ chắc nhà Bảo Như vô cho quý vị coi chút xíu bên nữ sao nha, tại nãy mình bay được bên nam thôi. Ok. Sao thấy rõ hơn luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi con rồng đâu luôn luôn hướng dẫn anh qua chỗ con rồng đây. Ánh sáng nó rất là đi theo mình. Rồi, bây giờ con rồng đâu? Đây là con rồng này. Đây là cái cầu thang từng bước sẽ là một cái hình ghép của một con rồng. Đó. Và đây là cái hình con rồng mà ta sẽ chỉ cho các bạn coi nè. Đây. Ta để hình cho mình thấy đây. Đây, một con rồng, hai con rồng. Đó, hai con rồng. Đẹp quá thôi. Tắt ha. Kiến trúc mà là một cái tòa. Và buổi tối nó sẽ đẹp hơn. Cái món quà chẳng hạn như là đa số là cứ thấy là tượng thần tài, bởi vì bên đây họ rất là chú trọng về thần tài, cho nên họ bán rất nhiều tượng thần tài để cho mình đem về mình thờ cũng được, hoặc là mình trưng trên cái kệ cũng được. Tiết đã mua được hai món đây nè, hai món có cái mùa rất là dễ thương, những gì anh chỉ không nhưng mà cái này là
300 đại tệ, nhưng mà của bớt cho anh còn có 200 đại tệ. Đây là anh mua cái này là cái 883 cái bình rượu hoa tan. Hả? Không, anh thấy để tiền ở trong đây á. Người ta để tiền cắt đồng cắt á. À, bên trên này có hình tượng thần tài này quý vị. À. Nó dễ thương. À, giống như mua cái gì? À, một đồng vàng, một đồng bạc. Đồng tài, đồng vàng và đồng bạc. À. Hy vọng là sắp tới công việc sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi. Nói chung mà đi đâu thì mình cũng ráng mua một vài món nhỏ nhỏ để kỷ niệm đúng không em? Dạ. Mà... anh Chí lại có thêm bộ sưu tập. Bộ sưu tập của anh Chí là bây giờ chắc phải xây thêm một cái nhà để cất đồ. Nhiều quá nhiều. Sáng mai bây giờ thì chúng tôi đang đứng ở một cái quầy bán bánh của một người chị ở Việt Nam. À, chúng tôi đến đây tại vì đồng hương cho nên là muốn mua ủng hộ chị, nhưng mà chị không có cho trả tiền coi như là cho không à, mà đi mua nước mía cho mình uống đó nè. Ở quý vị không? Thấy cái chai nước mía bên này là chất lượng không? Còn lạnh ngắt luôn, bây giờ thời tiết rất là nóng, khoảng 7-8 độ á. Mở chai nước mía nè quý vị ơi. Vậy là thấy ngon ha, để đi uống thử nha. Quá tươi. Quá tươi. Nghe cái mùi mía lao rõ luôn. Cái mùi mía lao rõ luôn. Chất lượng. Đây là như lượng mía ép em ơi, không phải xay. Ép đúng không? Lượng mía ép. Giữa cái trời 40 độ mà uống một cái ly chai nước mía này. Nghĩa uống tới tấp luôn kìa. Dạ, nghe uống cái ly của chị đúng không? Vơm rõ cái mùi mía luôn. Đâu chị chủ, đâu chị chủ, đâu anh chị ơi. Đấy, chị chủ là chị áo vàng đây. Chị và bây giờ là chúng tôi đang đi đến một ngôi chùa tên là Võ Sang Cung. À, ở đây thì chúng tôi có một bạn hướng dẫn cái du lịch rất là xinh đẹp ở tại Đài Loan, đó là chị Mộng, vừa đã bắt một cái nhịp cầu cho nhóm nghệ sĩ anh em chúng tôi đã qua đây diễn trong hai suất này cùng với chị Mộng và chị Dư Cẩm Bình. Bây giờ Mộng có thể cho mọi người biết về cái lịch sử của cái chùa này như thế nào không? Cái chùa này là đây là cái chùa mới thôi. Thật ra cái chùa cũ phía sau đã bị sập phân nửa nhưng người ta không có dỡ. Tại vì lúc đó là lúc mà động đất rất là lớn, là cái chùa sau sập hết rồi, nhưng mà vẫn còn cái pho tượng là báo mộng cho người dân biết là pho tượng vẫn còn nguyên, cho nên là người dân đến thỉnh pho tượng ra thì cái râu của pho tượng vẫn là một bình thường dài, mặc dù cái đó là pho tượng chứ không phải là cái người thật, nhưng mà vẫn cái râu vẫn dài, cho nên là người ta phải lập thêm một cái chùa mới để mà thờ cái pho tượng này. Thì cái chùa này là nằm ở đây là ở thị trấn Tập Thập của tỉnh Nam Đầu, là cái tỉnh duy nhất không có dính liền với biển. Tại vì Đài Loan tất cả các tỉnh thành nó đều có ranh với biển, nhưng mà chỉ có cái tỉnh này, thì cái huyện này, thị trấn này là không có dính với biển. Cho nên là mời mọi người có thể tham quan cái chùa mới. Và cái chùa này là theo Mộng nói là bị động đất hả? Đúng. Năm rồi. Nào? Năm 1000 rồi, cái tháng 9 chiều ơi. Em nhớ để em dịch ở tiếng Việt Nam em không bị quên. Chiều ơi. Tháng 9, ngày 21 tháng 9. À, 21 dạ. tháng 9. Dạ. Năm nào, lâu chưa? Hình như là năm 2000. Và lúc đó em chưa có qua đây. Em chưa qua đây là hình như 1999 á. Cũng 20 năm rồi hả? Dạ, cũng hơn rồi anh, hơn 20. Có nghĩa là cái đây là một ngôi chùa mà theo người dân là rất là linh thiêng đúng không? Đúng rồi anh. Tại vì là lúc mà sập chùa thì mọi người tưởng là đã hư hỏng hết trong chùa rồi. Nhưng mà khi mà có người dân được báo mộng là pho tượng vẫn còn, cho nên là người dân cũng đến thăm và coi vẫn còn. Khi mà thỉnh pho tượng ra thì giống như em có nói, nghĩa là những gì mình đang nhìn đây là mới hết là đúng mới không? Mới hết, vậy có thể là mời mấy anh ra sau mình có thể xem cái hồ. Còn cái bên này là sao là mộng anh là thế bên là này. cái phong cảnh, và cái phong cảnh để người ta tượng trưng cho tô điểm cho cái ngôi chùa ở đây nó được tráng lệ hơn thôi, chứ cho đánh đẹp gì đó kiến trúc của Trung Quốc. Ngày 21 tháng 9 năm 1999 thì ngôi chùa đã bị một cơn động đất và sập.
và họ đã quyết định giữ lại cái hiện trạng như vậy để cho con cháu đời sau được xem lại. Và quý vị xem cái chùa bị sập nha. Đây. Đó, quý vị thấy không? Rất là nhiều người đến đây thăm viếng và chụp hình để lưu lại những cái cảnh này. Và theo tương truyền thì rất là nhiều, khi mà vô đây thì rất là nhiều người bị chết ở đây và xác rất là nhiều. Và thần coi như là Phật đã báo mộng là cái tượng vẫn còn kẹt bên trong, cho nên khi đi vào trong thì mọi người khiêng cái tượng ra thì cái tượng vẫn còn nguyên và không hề có bị một chút gì gọi là bị bể hay là bị hư hao gì cả. Bây giờ thì Trí sẽ đi vào bên trong cho quý vị xem nha. Đây. Kiến trúc cực kỳ tinh xảo và đẹp quý vị ơi. Đây là cái cửa để thỉnh Phật ra. Đây. Rất là nhiều du khách đến đây để chụp hình ở cái cảnh này. Và đây cánh cửa này cũng là cái chỗ mà để hồi lúc đó là người dân người ta thỉnh thần đi ra, tại lúc đó thần về báo mộng là chùa đã sập rồi nhưng mà thần vẫn còn nguyên. Thì đây là cái đường mà dân đi vào trong chùa để mà thỉnh tượng của thần đi ra. Và cái chùa này là chùa Võ Sang Cung nhưng mà thờ là thờ thần là Quyền Thiên Thượng Đế. Và ông thần đó là đem ra ngoài thỉnh, đây là cái chùa cũ vẫn còn giữ. Nhưng mà chùa mới là ở phía sau. Tại vì người ta đúng ra là người ta phải xây lại nhưng mà người ta giữ cái chùa này là để cho sau này con cháu biết là cái quy lực của thiên nhiên rất là mạnh, để cho người ta con cháu mình nhìn thấy và xem cũng. Và, những cái ngôi chùa Đài Loan là đa số là thờ thần hay? Thờ thần là nhiều. Dạ, thờ thần là có nghĩa là vị thần này mang lại tài lộc cho dân chúng. Dạ, tài lộc và sức khỏe dân chúng. Tại đây núi rất rất là giống như là nó sầm uất hồi xưa. Dạ. Và khi mà động đất là chắc cũng nhiều người. Nhiều người lúc đó là động đất là em nghe nói rất là nhiều người bị chết. Như là bị nạn rồi cái mất rất là nhiều. Dạ. Và là... thần về báo mộng cho dân làng biết. Dạ, lúc đó là thì chùa sập thì hình như là tất cả các người dân đều chưa có biết, là chưa có ai quan tâm đến chùa. Tại vì nhà cũng có nhiều người nhà đã bị sập rồi. Nhưng có người nằm mơ nó là cho báo mộng cho người dân biết là chùa đã sập rồi nhưng mà thần vẫn còn nguyên, thỉnh thần ra. Thì lúc đó là dân mới đến đây, thì đây là con đường nó thỉnh thần ra chỗ này. Cho nên bây giờ người ta để cho mọi người đến tham quan và chụp hình ở đây luôn. Dạ đúng rồi, đó là cũng là một cái di tích. Đây nè quý vị thấy không? Sập rất là nhiều quý vị ơi. Đây. Nhưng mà kiến trúc thì vẫn còn nguyên em ha. Đúng rồi. Kiến trúc nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Coi như tinh xảo từng cái mái chùa, từng cái ngói rồi từng cái đồ công. Đây là những cái bức tượng này nhìn thấy rất là tinh vi, không phải là tùy tiện, là một cây cột. Đó. Điêu khắc rồi. Đây nè. Làm rất là có hình dáng. Bức tượng này giống như là ông thần đang đứng mà đỡ cái cột
Phục trụ em hả? Đúng rồi. Quý vị thấy không? Và bên này là toàn bộ là sụp xuống. Cái bí tường là toàn bộ sụp xuống hết. Để anh nhìn xem. Ở bên này. Anh thấy không? Bên này giờ, bên này thì chỉ sụp có một phần thôi. Còn bên đây là đa phần đã sụp xuống hết, là đúng xuống hết luôn. Nhưng mà cái đất thì cái nền ở dưới lại không lúng ha. Không, cái nền không lúng, nó chỉ sụp xuống thôi, cái nền ở phía trong vẫn còn. Dạ. Có nghĩa là chỉ sụp là trong cái khuôn viên này thôi, chứ cái nền thì vẫn y nguyên. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao họ vẫn còn giữ được cái ngôi chùa mà trong cái hiện trạng này, đúng không? Quý vị thấy không, bên dưới là coi như là sụp, ở phía trước là coi như là sụp hẳn xuống nè. Càng đi tới phía trước là càng thấp rồi. Võ Sang Tự hả em? Võ Sang Cung. Võ Sang Cung. Đó là tên cái chùa. Ở Đài Loan thì quý vị biết là vô số hàng hà sa số những ngôi chùa, đúng không? Chùa nào cũng đẹp và chùa nào kiến trúc cũng rất là hoành tráng và rất là ấn tượng. Và bây giờ thì người ta đã xây một cái ngôi chùa mới phía trước ngôi chùa cũ, đúng không em gái? Dạ đúng rồi, tại vì thần rất là linh thiêng, cho nên khi thần thỉnh thần ra rồi thì tất cả những người dân ở đây cảm thấy là thần là có bảo vệ đến đến dân, cho nên là kêu gọi những nhà hảo tâm, những cũng như là Phật tử á. Đến khi góp thì anh nhìn thấy cái bức tượng ở đây là để cái chữ vàng này, là không phải là cái gì, là những người ta đóng góp, là người ta xây chùa. Đây là những cái tên mà ví dụ như bây giờ mình là một công ty lớn hoặc là gì đó, mình có thể quyên góp cho chùa, thì mình ra tiền, mình nói là con muốn quyên góp cái bức tượng này, thì người ta sẽ khắc tên cho mình và ai tên gì đó đó. Còn bên này thì ví dụ như cái này thì chưa có ai quyên góp, cho nên không có tên. Đây đúng rồi, ví dụ như mình muốn quyên góp thì mình có thể là con cảm thấy cái bức tượng này con thích, con quyên góp cho chùa. Đây là ngôi chùa mới đã được xây lại. Đây là nó nằm ngay trên cái tỉnh Nam Đầu, ở thị trấn là Tập Tập. Cái chùa này toàn bộ đã xây lại hết, tại vì người ta muốn giữ là ngôi chùa cũ để làm sau này làm kỷ niệm cho con cháu được biết là cái quy lực của thiên nhiên như thế nào. Và cái đường đi sao? Đường đi từ ở trên Đào Viên xuống đây mất khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đường xe. Có nghe đi cũng khá xa đó. Dạ đúng rồi anh, dạ xa lắm. Ăn gì vậy Thắm? Khoai lang sốt chấm muối. Wow, ngon không? Vừa ngon mà có cái vị mặn mặn béo béo của chấm muối nữa. Cho anh một viên đi, cắt giùm anh. Ngon quá. Mình về mình bắt chước mình làm được hả? Được, ở nhà Việt Nam mình có thể làm được món này. Có nghĩa là khoai lang ướp với lại trứng muối đúng không? Đúng rồi, dạ. Ngon không quý vị ơi? Đó. Rất là ngon, miệng vừa ngọt. Đó, trứng muối bên ngoài. Có trứng muối nữa hả? Ngon lắm. Ngon quá. Rồi lại tiếp tục cảm ơn. Đây là cái chục món. Đây là súp hả đúng? Rồi để em lia qua từ từ nha. Anh chỉ cần giữ máy em lia qua từ từ. Cái này là cái gì? Đây là rang xào với trứng và thịt. Đô ly đang dạy nha. Xào với trứng đúng không? Dạ đúng rồi, trứng và thịt. Trứng và thịt. Tiếp theo là đây là gà quay. Gà nha. Gà quay gà, không? Gà. Gà quay. Đây là món món các bạn nhé. Món thích của các bạn độc lên. Cái tô cơm này các bạn luôn ăn hết. Cá, rau kìa. Cá sốt mayonnaise. Cá gì đây? Cá gì đây? Cá chim tương mà không biết cá gì anh ơi. Cá chim tương. Mà cá quả. Cái té này giống như cái gì vậy? Chị biết rồi, cái đó là cái gì đâu? Sốt mayonnaise. Cái này là khoai lang sốt trứng muối. Mà là không chất thành liên chủ yếu và tới đây là em ngon. Còn đây là món ớt hiểm. Ớt hiểm xanh là thịt kho lăng. Wow, các bạn ăn cơm đặc sản á. Đúng rồi, ăn giống này bị chan luôn. Ớt đỏ và ớt xanh. Ớt Đài Loan nha. Còn đây là canh măng. Canh tổng hợp. Canh măng, măng. Canh măng hả? Ở đây chắc măng này. Bữa nay chủ đề của mình là món măng này hè. Măng dọc khoai lang. Đặc biệt các bạn ơi, cháy mẹ. Món măng ngày hè. Nói chung là ba tổ chức rất là lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ, nên là chưa hát mà đã cho ăn quá rồi. Đài Loan nó đã 10 món rồi nè. Cái liễu nghĩa đây. Rất ngon quá vậy. Ngon em.
gà sợ. Tươi và thơm cay. Cái súp rất là ngon quý vị ơi, cái súp này là mùi vị rất là đặc trưng và tóc tiên nó có một cái sự rột 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 với trong cái miệng á, ăn rất là sướng lạ là miệng. Ok, sướng tiếp đi ha. Cái này á thì nãy em tưởng là sốt mayonnaise nhưng mà khi mà ăn vào thì có cái mùi vị như là wasabi quý vị. À có nghĩa là không phải mayonnaise bình thường đúng không? Chắc đúng rồi, có thể là mayonnaise nhưng mà cái vị mà đúng rồi, nó nồng nồng nó xong không vào nhưng mà không quá nồng. Rất là ngon và cái rau này theo chị nói là đây là rau độc dại. Rau gì? Rau độc dại. Độc dại như như hả mẹ? Như đợt chạy chứ không phải như là đợt chạy. À như đợt chạy. Nhưng mà cái rau có loại rau ở trên núi. À đó. Nói chung là bữa giờ đi Đài Loan là có thưởng thức được vài loại rau rất là lạ và đặc biệt. Rồi buổi tối hôm nay mình có món lẩu bún cá. Món bún cá là ngay bún cá gì đó. Rồi xong rồi mình tới món quay hả luôn. Dạ đúng rồi, quay là vịt quay anh. Đây quay đào viên. À, quay đào viên tao duyệt. À, quay đào viên là gì? Nó thì màu như là sắc mà nó có tỏi nè. Ở kế tiếp là món gì? Món xôi mặn. Đây, đây là món xôi mặn. Wow, đâu. Lưng xới lên cho mọi người xem. Đây. Quá trời, rất là tươi. Quá. Rất là tươi và rất là hôm nay là ngày 5 tháng 5 thì trưởng ban tổ chức đã tự tay làm bánh ú cho tặng cho các nghệ sĩ, đó là bánh ú Tết Quan Ngọ. Dạ đúng rồi, Tết Quan Ngọ. Còn năm bánh ong bên trong là có gì nhờ? Có đậu. Có đậu. Đậu xin, nè, có trứng cút nè. Đây đây đây, khoan khoan. Mỡ nè. Khoan, dừng lại. Để mẹ thủy. Có đậu. Từ. Có thịt nữa. À. Đây có đậu, có thịt heo, có đậu phụ, có nấm đông cô. Có trứng cút nữa. Có trứng cút nữa. Rồi, đây là món quen thuộc, món tôm. Ăn được. Tôm luộc. Tôm hấp. Món này mới ra nữa nè. Rồi ăn luôn ăn. Dạ. Có gì? Thịt nó nơi thịt heo mà người ta áo ngoài là bột, món bột trong đó là có đậu phộng nữa. À. Nó rất là giòn, rất là béo luôn á, thơm lắm. Rồi cái món anh đây nữa nè, đây nữa nè luôn. Cái món này nhìn cái màu thì tưởng khoai, nghĩ là khoai lang, chắc không phải, để em ăn thử. Cứ đi nha, cái này thấy lạ đó. Dạ. Không phải Hoa Lan. Hoa Lan à? Quỳnh Thánh có tôm với thịt ở trong đây. Giống như là thánh chiên ở Việt Nam. Dạ đúng rồi, giống như sao Việt Nam. Hoa Lan. Mẹ nó hay đó, mẹ tưởng không phải, đúng rồi. Đúng rồi. Ngon không em? Ngon. Rồi, mời mọi người ăn Quỳnh Thánh chiên nha. Đây. Cái này có nước sốt ra. Tam Thanh Cung, một ngôi chùa cách đầu tiên khoảng 3 tiếng lái xe. Chùa Tam Thanh Cung này nằm kế cạnh cái hồ Hoa Mai rất là nổi tiếng. Và không hiểu tại sao gọi là hồ Hoa Mai, hình như là người dân ở đây thấy cái hồ này nó giống cái hình của Hoa Mai á. Bây giờ một chút nữa bạn cameraman sẽ lìa cái máy xuống cái hồ Hoa Mai. Hôm nay chúng tôi đi thì hơi bị nắng. Nhưng mà nếu mà quý vị đi vào cái mùa thu hay là mùa xuân thì cứ nghĩ là thời tiết mát mẻ sẽ thích. Chỗ này sẽ rất là đẹp quý vị. Rất là đẹp cho mình là tĩnh tâm nè, mình cầu nguyện nè, và cũng như mình có thể chịu những hình rất là đẹp ở tại ngôi chùa này.
Rồi bây giờ mình xem cái hồ này có giống hoa mai không nha. Đây. Sao mình không nhìn ra cái hoa mai ta? Có lẽ là phải cao hơn, có lẽ giờ là phải... cái gốc này mình bị mất hết mấy cánh rồi. Đây nó lượn vô mà, tại mình đứng bên đây mình chỉ thấy được một cánh, hai cánh, ba cánh bên kia thôi. Có nghĩa là mình nghĩ chắc là phải từ trên cao nữa. Đúng rồi. Như flycam á, quay xuống thì mới thấy được cái hoa mai. Tiếc quá, bạn flycam bỏ quên Việt Nam rồi. Bỏ quên flycam ở Việt Nam rồi. Thôi giờ mình cứ nhìn tạm là hồ Hoa Mai, chùa Tam Thanh Cung cạnh hồ Hoa Mai. Đây, okay. Chùa Tam rất là đẹp quý vị ơi. Rồi quý vị thấy đẹp không à? Bây giờ là phía trước thôi, đây là phía trước một cái sân rất là lớn. Và hồi nãy giờ chỉ thấy một số người cũng đứng đây để nhìn kinh rồi chỉ có múa võ nữa thì phải. Đúng rồi. Bây giờ thì mình đi vô trong nha, vô trong cho quý vị coi xem sơ cái cảnh quan bên trong như thế nào ha. Và đây là một cái nơi mà có một cái đầu rồng và nước ở thiên nhiên ở trong núi chảy ra, mà nghe tương truyền là sẽ uống vào sẽ rất là tốt, có nghĩa là mình mạnh khỏe, là những sức khỏe đó. Chị được bá bệnh và người ta đang xếp hàng vô để uống nè. Bây giờ thì anh Tài với là Dương Hiếu Nghĩa cùng với Dương Đình Trí cũng đang xếp hàng vô để xin một miếng nước thánh. Mong là công việc sẽ thuận lợi cũng như là sức khỏe sẽ tốt. Nghe nói là rửa mặt sẽ đẹp trai, uống vô sẽ hát hay. Bây giờ giống như là chị được bá bệnh vậy đó. Ai mà chỉ cần sử dụng cái nước này thôi là cái gì cũng tốt hết. Wow. Rồi, như giờ mình có hàng vô đâu. Rồi. Mọi người chỉ cho một miếng thôi chứ nếu mà nhiều hơn là em thấm luôn rồi đó. Giống như trong mấy phim kiếm hiệp vậy đó. Đây, Tài uống cho khán giả xem đây nè. Đây, em sẽ hứng từ cái đầu rồng ra. Đây, để anh cận cảnh cho mọi người thấy đó, đầu rồng đây. Và nước này là nước thiên nhiên nha mọi người. Nước thiên nhiên. Lạnh đúng không anh? Mát lắm. Đi về đây uống nước lạnh đó. Tài hứng cho anh miếng Tài ơi. Đây. Này còn lại mình có thể rửa tay, mình rửa mặt cũng được. Chỗ nào nhất rửa tay đó. Đó, rửa mặt. Mình có thể vuốt lên đầu để cho như khỏe mạnh đó Tài. Chắc chân tóc quá hả? Ý là nói vậy. Dạ. Anh Đông ơi, có coi cái clip này không? Em sẽ đem về miếng cho anh Đông. Rồi coi mình đẹp chưa? Rồi bây giờ chiếu lại hình sau khi Dương Hiếu Nghĩa và anh Tài uống nước nha. Em thấy thoải mái với lại không biết là có đẹp không, em thấy nó bị trôi phấn rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến thăm một ngôi chùa nằm ở kế một cái cảng thuộc thị trấn Nam Phương, tỉnh Nghi Lan. Đây là một cái chùa ở vùng ngoại ô của Đài Bắc. Và cái ngôi chùa này là đã có tuổi đời hơn cả trăm năm rồi. Và người ta hay gọi đây là chùa bà bởi vì rất là nhiều người
tin tưởng sự linh thiêng của ngôi chùa này đã mang đến những cái điều may mắn cho họ trong công việc làm ăn cũng như trong việc đi biển hay là trong những vấn đề về gia đình, về sức khỏe. Đây, ngôi chùa rất là đẹp và rất là cổ. Trí sẽ quay cho quý vị xem nhé. Cái kiến trúc ở đây cực kỳ tinh xảo và cực kỳ đẹp luôn. Và nhiều người Việt Nam mình thì thường gọi đây là chùa Bà Châu Đốc vì tượng Phật Bà ở đây thì có một cái sự liên quan với lại mẹ chúa xứ ở Châu Đốc. Đây là những cái hình ảnh chạm trổ vào những cái góc cột của chùa rất là tinh xảo. Và bên dưới là chúng ta thấy tượng mẹ Phật Bà bằng ngọc, còn trên đây là bằng vàng. Đây là mình đi thêm cái tầng bên trên nữa. Con xin phép được quay ở chính điện này. Theo những người dân địa phương ở đây thì ngôi chùa này đã được trùng tu qua nhiều năm, nhưng thực chất thì tuổi thọ của ngôi chùa này thì phải hơn 100 năm rồi quý vị ạ. Còn đây là ngay phía trước hàng ba của chùa, cái lan can. Nhìn xuống dưới là cái cảng tàu rất là lớn. Và khung cảnh thì buổi chiều thì đứng thật là mát mẻ quý vị. Đây. Mẹ không thích ăn uống trà sữa.
có một cái đoạn hát đang đi ngang qua kìa. Đánh mà. Đoạn hát. Giống Việt Nam đó chứ bộ. Có mùi thơm. Kem này là kem kem thơm nè. Rất là lạnh. Còn có cái rau gì ở trong nữa. Có mẹ lạ. Rau này nó quen thuộc hơn. Rau này thường là mình thấy nó không? Âm thanh của chúng tôi hơi khó nghe bởi vì đang có một cái dàn nhạc ấm ma kế bên. Cho nên quý vị thông cảm. Người ta có bỏ ngò vô trong cái này nữa. Ngò. Ăn nó đủ vị luôn á. Cái bánh tráng này á giống như là cái bò biếng ngọt ở bên Việt Nam đó. Đúng là cái da là giống bò biếng ngọt. Cái da của nó ở ngoài giống như bò biếng ngọt của mình nhá. Có chân bảo nhiêu nè. Trời đang nóng ăn cái này mát vô là đã luôn. Có cầm súng quên đó kìa. Có nghĩa là vừa ăn kem mà vừa nghe nhạc ám ma đúng không? Cái đoàn án này làm chúng tôi phân tâm quá. Cái dàn nhạc ám ma này làm cho mọi người ăn kem mà bị phân tâm quá. Mấy bạn này chắc đang là vô số 7 để mua đồ nè. 7-Eleven, các bạn chắc vô mua đồ. Mua được gì chưa Lưng với Đại Nghĩa? Dạ, em đang mua em gì đang... anh? Ủa không mua gì hả? Dạ đâu có đâu, em đưa đầu vô đây. Trời ơi, em mát quá, đi đầu vô đây chứ đâu có vô cái gì đâu. Thiệt là ở ngoài quá nóng, quý vị thấy không? Đưa cái mặt vô đây nó vô đây nó đâu có tốt lành gì quý vị. Nó đâu có vô mua đồ cho người ta. Nó đưa vô sát cái máy lạnh này, cái tủ lạnh của người ta nè, đó. Anh đưa mặt vô đây, mát lắm nè anh đi. Mát không cho anh thử coi. Đó. Ờ, mát quá ha. Trời ơi, bên đây còn cái thằng hèn hạ luôn. Nó muốn chui vô tủ lạnh nó nằm luôn. Không có, em không giống tụi nó. Tụi nó kiếm lạnh với em vô đây em gặp anh Tạ Đình Phong. Thế hả? Hôm nay có anh Tạ Đình Phong nè. Em lấy ra được rồi em làm gì em mở nguyên tủ lạnh muốn chui vô nằm lại gì anh. Nó lấy 4 loại lận, không biết lựa loại nào. Rồi có mua không? Đứng bên đó cái hơi nó ra nó không có kính mà ở đây nó kính hơn. Có mua anh Phong không? Có mua ẩm không? Em có trà sữa. Chờ quý vị để anh Phong ở đó đi. Tài là nó còn tổ sư hơn ai nữa. Rồi bên kia có cái thùng đá, hôm nay mình đi qua bên đó đứng cái thùng đá lạnh đó. Lầy quá đi. Thời tiết bây giờ đang rất là nóng quý vị, có khoảng là có trí nghĩ là khoảng 37, 38 độ đó. Nóng hơn Việt Nam mình nhiều luôn á. Bên đây mát hơn. Bây giờ cái chỗ nào mát nhất? Rồi giờ sáng sớm mình đi đâu đây anh Tài Chị Nhân? Tại chúng tôi đang đi tìm đồ ăn, tìm lương thực, đồ ăn sáng. Ở cách chúng tôi khoảng 20m theo Google chỉ là có một quán điểm sắm rất là nổi tiếng của Đài Loan, nhưng mà 10h30 mới mở cửa và hầu như tất cả những cái quán đồ ăn sáng ở đây đều mở cửa sau 9 giờ, nhưng mà bây giờ mới có 8 giờ mấy thôi, cho nên chúng tôi đi lạc hồi chúng tôi đã lạc vô một cái chợ y như chợ Thị Nghè khu tôi ở vậy đó. Bán rất nhiều loại hải sản tươi sống các loại nhưng mà không có loại nào ăn liền được hết. Giờ quay hải sản tươi sống cho người ta coi đi đỡ ức chứ giờ đói quá rồi. Thank you.
Một cái vậy là nhiêu em? À, tao sao chén đi cơ. Sao cái này mới ra được một cái này 15 đồng. Ủa? Trời ơi, chị thật là. Đấy là 15 đồng em bán rồi. 15 đồng. Cái đấy 13. 13 đồng. 15 đồng. Nghe chứ, chú ghi nè. 15 đồng tại đại tệ. Mẹ, à mẹ kìa. xuống còn bánh tiêu. Nhưng mà ở đây có cái bán cái bánh này á, ăn nó giống như bánh donut vậy đó, ngon lắm. Là rát đường lên trên nữa. Và đặc biệt là người bán bánh là người Việt Nam. Ngon lắm. Người bánh là người Việt Nam nha mọi người ơi. Đứng hồi trả giá tùm lum la cái hồi chỉ nói 15 đồng cái, 13 đồng cái. Đi đâu cũng gặp đồng hương hết. Biết mẹ luôn, mẹ nhìn ra ngoài bây giờ luôn. Còn bánh tròn tròn là cái gì vậy? Ăn thử đi, là bánh cam. Rồi nghĩ ăn kìa. Sau khi tìm điểm sánh ngoài không ra, mọi người có một khối bột để ăn. Đấm ra. À. Chuyển qua ăn bánh tiêu. Có nhân rồi. Có nhân, có nhân. Cái nhân à, không? Nhân mặn, cái nhân mặn. Có nhân mặn à. Đây nhân mặn đâu đó, đâu đó. Bánh bánh này là bánh gì nhau như bánh cam bánh vậy cam, đó. Bánh cam. Bánh cam đậu đỏ mè. Thơm hết luôn. Nhân mặn á, nhân mặn á. Nó hơi lạ. Lạ lắm. Bên Đài Loan người ta ăn lạc, không có ăn mặn với ngọt nhiều lắm. Dễ ngoài cận miệng em vậy. Tất cả những món ăn đều phải đưa cho Phan Ngọc Luân. Chùm cuối, chùm cuối. Ngon quá. Mỗi người hãy thử vị thôi. Nè, cái đại chuyện của con tay nè. Đây. Ê! Ôi! Đủ đắm lắm em ạ! Cái đèo đây chuyện của anh. Không có, không có. Bây giờ chúng tôi đang đứng lạc giữa ba đường và không biết đi đâu về đâu, tại vì không tìm ra món ăn gì hết. Lạc lối tại đầu tiên. Để đâu anh? Để đâu rồi? Để đây. Nãy giờ một tiếng là hơn nửa tiếng đồng hồ và chúng tôi đã tích cực đi mọi nẻo đường. Khởi đầu buổi sáng đi bộ tập thể dục. Và không tìm. Đi ra đây không ăn ở giữa đường rồi. À. Đói quá à. Đây nè. Đó. Đó rồi. Đi. Đi.
English, okay. English. Meatball or your sweet cow? You want which one? Me. Ah, cái đó như noodle. Okay, noodle. Chứ bột dĩa đó, bột dĩa. Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được một cái quán mì sủi cảo hay là sủi cảo hả, cá cảo gì đó không biết nữa, nhưng mà cuối cùng cũng có một cái quán ăn để có thể tá túc, và cái quán này cũng được là có máy lạnh. Có máy lạnh đồ đàng hoàng nha. Máy lạnh rất là đàng hoàng. Mà cái sợi này nó không giống sợi mì, nó nói là nương đồ, mà cái cọng này giống như là bún gạo. Bún gạo, bún gạo. Thì đúng rồi. Người ta nói cái nương đồ cho dễ. Nương đồ là chung hết luôn á. Mì, bún gạo, bún tiếu. Như ăn được là còn nương đồ. Đây một cái ăn là mừng rồi. Tại vì bên này họ mở cửa rất trễ, tất cả là 10 giờ, 11 giờ mới mở không. Và kế quán mì là có một cái quán cơm chay của chị người Việt Nam là bán mấy cái món đậu hũ, thấy hấp dẫn quá. Chị chỉ cho mượn luôn cái dĩa hả? Cho mượn luôn cái dĩa luôn. Chị qua đây 20 năm rồi. Chị qua đây 20 năm rồi. Mẹ Thấm thì bắt cóc luôn anh. À, Trương Bảo Nhiên thì đang đi mua thêm một số thức ăn cho cả nhóm. Mặt gần nó hơi càng cao. Rồi, đồng hồ kỳ đây, cái gì ơi, hấp dẫn quá. Một chỗ bắp non. Ngon không ta? Ăn dai dai đã lắm nha. Mà không có giống như bên Việt Nam á, người ta làm xong rồi người ta để cái đồ xi xong người ta bỏ vô người ta mới nấu, cái này nó ướp sẵn rồi. Ừ. Để trong nó thấy hấp dẫn quá. Giận quá. Thử coi. Anh nhìn là anh rất là mê đồ chay cho nên vừa thấy đầu tiên là mua liền tức tốc. Ừ. Mua ủng hộ chị ấy luôn. Chị là người Việt Nam luôn anh. Chị là người Việt Nam. Một dĩa về có 50 tệ em. 50 rồi. 30 ngàn. À, ba mấy ngàn à. 35 ngàn. Cái đồ kia này. Quá rẻ luôn ha. Ừ. Ừ, thì muốn rẻ ở Việt Nam luôn á. Thank you.
tháp út mà em rồi. Nãy giờ là bà tháp lấy 2, 3 tầng màu xanh. Để còn rất nhiều. Rất rất vô những thân tay thân tin.
Ông cha đã ôi đã làm cho bác hồng
đẹp quá, tại vì cầu dừa chúng ta cần cây nghe hoài luôn. Có cầu cây nghe làm cho mình nhớ hoài luôn. Quý vị ơi, chương trình đó còn dài lắm luôn mà rất nhiều tiết mục hay nữa. Bảo đảm là từ đây về sau còn hay hơn nữa. Và một chút nữa là chỉ còn hát cải lương, nhà hát song ca, những bài hát nhạc hoa đường Việt nè. Rồi còn sự xuất hiện của những nghệ sĩ rất yêu thích nè. Rồi còn những bài hát mà chỉ kết hợp cùng với anh Tài, Trương Bảo Dư, Dương Yếu thì vân vân. Còn nhiều bài hát hay lắm. Cho nên mình chỉ xin phép vô trong thay đồ nha để mình hát một đồ. Buổi đêm đêm, đêm nhạc vườn trang, nhắc chậm ta một đời yêu đã nằm như nguyện đi cùng nhạc sắc yên bình lòng ta đau đến thần chi hằng đời trên ta tình mù đi ôi tình yêu giống như cơn mê yêu làm chi dưỡng thêm mê chê yêu người nên khó trong thân nào với yêu mà ra chẳng lần yêu chẳng cho ta thank you.
đây hả? Dạ. Rồi, xin chào chị nha. Để hồi đi ăn mày á. Rồi, ok. Nhớ. Yeah. Nhớ. Yeah. Chị hiểu không? Hiểu không? Lia đi em, lia đi em. Hey, yo. Cuối cùng. Yeah, ok. Chào mọi người. Hiện tại hai show diễn ở Đài Nam và ở Đào Viên đã thành công. Bây giờ hôm nay là ngày cuối chúng tôi được đi chơi trên núi, một cái ngọn núi rất là đẹp ở Đài Bắc, núi Dương Minh Sơn. Ở đây hôm nay trời rất là đẹp nên không khí rất là trong lành, giống như là Đà Lạt vậy đó. Ở trên núi này thì cái điểm đặc biệt nhất là hoa cẩm túc cầu rất là nhiều. Bây giờ ở đây có một cái nơi mà mình sẽ đi lên để mình ngắm toàn cảnh, mình phóng tầm nhìn ra hết cái núi Dương Minh Sơn này. Sau đó mình sẽ đi xuống với cái đồi để ngắm những cái hoa cẩm túc cầu ở đây. Ở đây giống như là Đà Lạt Bảo Lộc vậy đó. Thời tiết giống Đà Lạt ha. Không khí thì nó khác. Dạ. Nó không lạnh bằng. Ok, bây giờ mình bắt đầu đi nha. Rồi. Okay. Để trên lên trên đó chụp chung nguyên một con. Ô, đẹp quá. Đi qua Đài Loan rất là nhiều lần, nghe mọi người nói Dương Minh Sơn mà chưa có dịp đi. Hôm nay mới được chị Mộng Trinh. Chị Mộng Trinh đã dẫn đoàn đi thăm một cái nơi rất là đẹp. Nhưng mà được một cái là mấy bữa nay trời nắng quá, mà hôm nay mình đi thăm ở đây thì lại trời mát. Cái đó suối nước nóng sao nó lại bốc khói ra kìa. Đó là một cái suối nước nóng kìa, nó bốc khói ra kìa. Không em. Suối nước nóng mà nó bốc khói lên luôn kìa. Đồi hoa thẩm túc cầu. Cái vườn hai người ta sẽ đặt một cái bồn tắm ở đó. Cái gì? Wow, đẹp quá vậy. Hoa cẩm túc cầu. Đẹp quá. Ở Dương Minh Sơn này có rất là nhiều cái vườn hoa đẹp, vườn hoa cẩm túc cầu. Và quý vị thấy có một cái bồn ngay để ngay giữa cái vườn hoa để cho khách ngay để vào, khách vào để mà có thể tự sướng được, check in được. Còn đỡ hơn là người ta đi vào người ta dẫm lên hoa đúng không? Đây. Đây đó, có nhiều cô gái vô bồn đây. Mát quá. Mát quá, hôm nay mình là quá may mắn luôn. Đúng rồi mà. Thời tiết không có nóng như hai bữa nay nóng mà nóng như không bước ra đường nổi luôn á. Thời tiết nóng hơn Việt Nam nhiều quý vị. Bên này mà chỉ cần trên 32 độ thôi là nóng chịu không nổi. Nếu như mà có nắng thì hôm nay chúng ta sẽ rất là cực á. Đúng rồi, nay quá đẹp luôn. Nay là trời thương nè. Đây là một cái con suối. Nhưng mà tại vì ở bên Đài Loan bây giờ là đang vô mùa nóng cho nên có thể là nước nó cạn hết rồi. Mưa hay sao trời? Lâm râm mưa bụi. Bây giờ bắt đầu đã có những cơn mưa bụi. Mưa bụi đi thành nha. Phố. Đây ca khúc viết của anh Tài. Và sau đây là thành phố buồn. Không, Tài hát mưa bụi một ấm áp tình yêu. Tài hát đi Tài. Hả? Bài này tôi dành riêng cho Ái Châu và Quỳnh Đông, những người rất yêu thích ca khúc mưa bụi của Đình Văn. Hai câu thôi. Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình. Trời, mưa bụi nhạt nhòa luôn má ơi. Nãy người đi rồi tôi biết tìm đâu. Nói ba không chịu đâu má. Quý vị nhớ hồi xưa khi mà mình đi Đà Lạt chơi á, là vô những cái vườn hoa đó là sẽ có những cái bạn nè, hay là mình cũng vậy nè, là mình hay cầm bông mình chụp hình như vậy nè, đó cái mặt vậy nè, đó thấy không? Đó. Bây giờ là anh Tài và Phan Ngọc Luân
Hai Hot Boy này sẽ tái hiện lại những cái cảnh của chúng ta khi mà chúng ta còn nhỏ đó. Rồi chúng ta đi vô vườn hoa là chúng ta hay cầm hoa, chúng ta nhìn một cái hình này. À giống tượng quá ha. Rồi, đó. Coi như là nhìn mà không, coi như là nhìn mà một cách gọi là cười mà cười không có linh hồn. Nhà em ở gần sở thú cho nên em rất là rành về cái chuyện chụp hình của mấy ông trong sở thú hồi xưa. Đó, bắt cầm bông vậy đúng không? Một là cầm bông, hai là nếu mà chụp hình không có bông thì con trai sẽ là như vậy. À. Là như vậy. Con gái sẽ là như vậy. Như vậy. Chỉ có đúng 4 kiểu đó thôi, đi suốt cái chặng đường. À. Rồi bây giờ là như thế. À, đây. Giờ là nó bẻ nhị luôn á nhỉ. Có những dịch vụ mà chúng ta phải mua vé 100 tài khoản vào cái nhà này để vào trong cái khu vườn. À, bên trong rất là nhiều hoa cẩm tú cầu. Và ở đây họ sẽ trang trí sẵn một cái bồ để chúng ta có thể leo vô để chụp hình như vậy này quý vị. À, giá vé một người là 100 tài khoản nha. Chẳng hạn như đây có một người đàn ông trong cái bồ. Đây, đây là chị Mộng Trinh, người đã take care cho nguyên cả đoàn ngày hôm nay. Đó, cái tên nghe biết đã rồi đó, có tên nhóm này luôn rồi. Chị Liêu Mộng Trinh. Liêu Mộng Trinh, chọn cái tên nghe nó sướng ghê. Liêu là tôi đặt. Là cái view, ồ, nhìn thấy view đẹp lắm này. Cái view ở ngoài, với thời tiết nhẹ nhàng giống như Đà Lạt vậy đó. Ở đây sướng, nay trời đẹp quá. Trời mát mẻ. Cơm cơm cơm, đi nước ngoài xong rồi. Đi tất cả nhà hàng đều có chặn. Em ăn hàm hồ quá. Tôi ăn rất là ngon. Rau ngon nè, bây giờ tới gà, không biết sao. Bây giờ bên đây chân đen. Bên đây chân đen. À, tại vì trên đây là trên núi. À, rau của núi. Ăn rau nhiều. Cái này là gì? Giống như cộng đồng. Gà trên đây nó đi nhiều là cái chân nó bầm luôn à. Gà đi bộ, bầm bộ. À, đâu có chân bầm đâu. Nè, đây nè. Gà trên núi nó đi bộ nhiều á, đen chân bầm chân luôn, bầm đen quá. Dập té nè, té mấy lần. Chân nó đi xăm mà nó xăm nữa được. Đi riết, đi riết nó bị gút. Nhưng mà còn cái cẳng đâu mất tiêu rồi. Luân ăn này. Không có, em chưa ăn cái cẳng. Luân ơi Luân. Thưa quý vị, bình thường chúng ta đi ăn ở những cái vùng khác á, đặc sản là bò 7 món. Gà 7 món, hải sản 7-8 món gì đó. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay chúng ta lên núi, chúng ta ăn những cái món rất thanh đạm. Rau 7-8 món luôn. Tại vì lên núi thì là tâm hồn mình thanh đạm, đến thánh thánh thiền mà em. Tôi nghĩ là sau bữa ăn này chúng ta sẽ lên tới trên thiên trúc để thỉnh được chân kinh nè. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Đó, đây là rau nè, tất cả các loại rau nè. Đây là bông súng nước. Bông súng nước. Súng nước hả? Bông súng nước. Bông súng, bông súng. Ờ, ăn đi. Nhìn tưởng hẹ. Cái dĩa này hết trơn rồi, Bảo Như ơi, ai ăn? Gà Bảo Như. Dương Hiếu Nghĩa ăn rồi. Sao em đổ thừa chị Nghĩa? Đó, một cái chén đây ấp ra mà đổ thừa tôi. Cứng luôn Nghĩa, ăn hết ra rồi đó. Đấy, đó chanh nữa nè. Chanh nữa nè. Nghĩa nó mới nhai xong nhả ra. Em ơi, kêu bắt rồi đúng không? Ngon quá, cái bông này ngon quá nè. Mọi người chuẩn bị ra khỏi quán nhưng mà thấy có một cái ủ chè khoai lang cho mọi người lấy dao phải. Có chè khoai lang để ăn. Không biết là ổng cho ăn phi chè khoai lang là cái gì. Kìa ổng cho kìa đúng rồi. Cho đi vô đi bạn ơi. Ừ. Không à. Cho cái bên. À cho. Cho. Tự nhiên đi ra rồi cái phát hiện là chè khoai lang nó quay cái vô mà giờ bà chủ cho ăn miễn phí chắc bà phải nấu nồi mới. Đúng không? Bà phải nấu nồi mới chắc luôn rồi.
Dạ, khoai lang mà ăn trong cái không khí mà lạnh lạnh vậy đó. Ủa, có gừng nè anh, đã chưa? Đi kia múc cho kìa đó. À họ múc cho mình một nồi luôn. Chè khoai lang, chuẩn bị ra về mình thấy một chè khoai lang đây mà. Ngon quá, ngon quá. Anh nói ăn xong rồi nó ăn được qua miễn phí. Anh sao có giường công? Ngon quá anh ơi. Không biết hay không biết mùi gì sao mà thấy cái hình thức là ngon lắm rồi đó. Nãy nó ăn uống hàm hồ cho anh. Nó nãy nó ăn uống hàm hồ chưa? Hồi nãy người ta nói là cho miễn phí. Cái mặt nó vừa trường vô người ta tính trăm bậc trăm tệ. Quá tệ. Mọi người ơi, đây là tất cả những cái hình ảnh mà gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ đã có trong chuyến lưu diễn tại Đài Loan vừa rồi. Hy vọng là quý vị xem sẽ thích và sẽ thoải mái khi mà xem chương trình của chúng tôi. Và những hình ảnh mà anh em chúng tôi quay được chính là những gì chân thật gần gũi nhất trong suốt chuyến đi mà anh em chúng tôi đã được trải qua, những danh lam thắng cảnh cũng như những nét văn hóa sinh hoạt của người dân Đài Loan, đặc biệt là tại thành phố Đào Viên. Hy vọng sẽ gửi thêm được nhiều thông tin bổ ích cho quý vị, cũng như là quý vị xem và du lịch tại chỗ vậy. Và mong tất cả quý vị hãy nhấn like cũng như là subscribe kênh Easy Travel Dương Đình Trí để xem những clip tiếp theo cũng như là sẽ bất ngờ nhận được những món quà từ anh Dương Đình Trí. Thì sao nào? Vâng ạ, xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Bye bye.